Argentina đã khép lại vòng bảng World Cup 2023 với chiến thắng ấn tượng trước Peru, qua đó giành vé vào tứ kết với 10 vị nhất bảng. Trong khi đó, Italia đã phải nói lời chia tay giải đấu sau thất bại thảm hại trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng với tâm thế thoải mái, Argentina đã gặp đôi chút khó khăn trước Peru. Phải đến phút 47, Lautaro Martinez, ngôi sao của Inter Milan, mới mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch thế giới. Sau bàn thắng này, thế trận diễn ra sôi nổi hơn, nhưng Peru không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Argentina. Phút 86, Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Canada hòa Chile với tỷ số 0-0. Kết quả này giúp Canada giành vé vào vòng knockout. Trong khi Argentina đang bay cao, Italia lại trải qua cơn ác mộng tại vòng 16 đội. Thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ đã chấm dứt giấc mơ bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch Euro. Phong cách thi đấu bảng nhược của Italia đã khiến các cổ động viên thất vọng và đặt ra nhiều câu hỏi cho huấn luyện viên trưởng. Sau trận đấu, thủ quân của Italia, Gianluigi Donnarumma, đã chia sẻ, "Chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với người hâm mộ. Đội tuyển Italia đã có một trận đấu cực kỳ tệ hại. Điều này thật khó chấp nhận. World Cup 2023 đang chứng kiến những bất ngờ thú vị. Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh, trong khi đó, Italia lại sớm phải chia tay giải đấu. Các trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa." Euro 2024, thất bại ngọt ngào của Italia chiến thắng tưng bừng của Đức. Italia và Thụy Sĩ kết thúc hành trình Euro 2024 với tâm trạng trái ngược. Huấn luyện viên trưởng của đoàn quân áo thiên thanh, Luciano Spalletti, gần như chết lặng với những câu hỏi liên tiếp từ các phóng viên quê nhà. Ông thể hiện sự buồn bã lẫn bất lực khi đội tuyển Italia để thua trận đấu quan trọng. "Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm đối với thành tích này của tuyển Italia. Đây thật sự là một kết quả tồi tệ với chúng tôi. Tuy nhiên, các bạn cũng phải thông cảm với những cầu thủ, họ đã có một mùa giải quá vất vả ở cấp độ câu lạc bộ. Chính vì thế, thời gian hồi phục và có được phong độ tốt nhất tại vòng chung kết Euro lần này là rất khó. Tôi tin rằng những người học trò của mình đã có những thời điểm có thể vực dậy thế trận, tuy nhiên tiếc là những cơ hội đó đã không được các cầu thủ trên sân tận dụng thành công. Không chỉ riêng mọi người đâu, tôi và những cầu thủ mới chính là những người đau đớn nhất với kết quả này," Spalletti chia sẻ. Trong khi đó, sau khi những người học trò của mình có được chiến thắng 2-0 thuyết phục trước tuyển Đan Mạch, thuyền trưởng của binh đoàn tăng thiết giáp, Juliana Gosman, lại vô cùng phấn khởi. "Tôi cực kỳ hài lòng với cách mà những người học trò của tôi có được chiến thắng này. Tuyển Đức đang đi đúng hướng trong kế hoạch chinh phục ngôi vô địch mà ban huấn luyện đã đề ra trước đây. Dù vậy, vẫn còn một vài điểm trừ trong trận đấu này và tôi sẽ là người cố gắng khắc phục chúng trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển. Còn bây giờ, chúng ta cùng chung vui với chiến thắng vừa qua nào." Gosman chia sẻ đầy tự tin. Euro 2024 tiếp tục diễn ra với những bất ngờ và kịch tính. Các đội bóng đều đang nỗ lực hết mình để giành vé vào vòng tiếp theo. Hãy cùng chờ đón những trận đấu hấp dẫn tiếp theo của giải đấu. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Italia ở vòng 16 đội Euro 2024. Dù vậy, huấn luyện viên của Thụy Sĩ vẫn tỏ ra thận trọng, kết quả 2-0 là một kết quả vượt mong đợi, nhưng chúng tôi chưa thể vui mừng. Thụy Sĩ không đến Đức chỉ để vượt qua vòng 16 đội, chúng tôi còn những tham vọng lớn hơn nữa. Trong khi đó, Italia đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau trận thua. Hai cầu thủ Matteo Darmian và Johan Lucas Scamacca là tâm điểm của sự chỉ trích. Theo tờ Football Italia, Darmian và Scamacca là hai cầu thủ được chấm điểm thấp nhất trận đấu, với lần lượt 3/10 và 3 điểm. Trận đấu này cũng chứng kiến sự xuất sắc của các cầu thủ Thụy Sĩ. Họ đã tận dụng cơ hội tốt hơn đối thủ và thể hiện một lối chơi hiệu quả. Huấn luyện viên của Thụy Sĩ cho biết, "Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt. Nếu họ tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra, chúng tôi hoàn toàn có thể ghi thêm nhiều bàn thắng." Trận thắng này giúp Thụy Sĩ tiến vào vòng tứ kết Euro 2024. Họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Argentina đã khép lại vòng bảng World Cup 2023 với chiến thắng 2-0 trước Peru, qua đó giành vé vào tứ kết với ngôi vị nhất bảng. Lautaro Martinez là người lập cú đúp cho nhà đương kim vô địch thế giới. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Canada hòa Chile với tỷ số 0-0, qua đó giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, Italia đã phải nói lời chia tay giải đấu sau thất bại thảm hại 0-2 trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Phong cách thi đấu bảng nhược của Italia khiến các cổ động viên thất vọng và đặt ra nhiều câu hỏi cho huấn luyện viên trưởng. Sau trận đấu, thủ quân của Italia, Gianluigi Donnarumma, đã chia sẻ, "Chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với người hâm mộ. Đội tuyển Italia đã có một trận đấu cực kỳ tệ hại. Điều này thật khó chấp nhận. World Cup 2023 đang chứng kiến những bất ngờ thú vị. Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh, trong khi đó, Italia lại sớm phải chia tay giải đấu. Các trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa."